Em Thành xin được chào mừng toàn thể tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Trung Thực Ô Tô. Em Thành lại tiếp tục lên sóng cập nhật cho tất cả anh chị khách hàng một mẫu gầm cao 5 chỗ ngồi, tiện ích thịt nhiều, hiện đang có mặt tại Trung Thực Ô Tô chi nhánh Bình Dương anh chị ha. Lời nói đầu tiên của em kính chúc tất cả anh chị khách hàng có một thứ hai đầu tuần mới thật nhiều niềm vui, thật nhiều năng lượng và thật nhiều tài lộc anh chị. Mẫu xe hôm nay em Thành gửi đến cho tất cả anh chị khách hàng là một mẫu xe đến từ thương hiệu Mỹ. Bởi vì sao em Thành nói mẫu xe này là một mẫu xe tiện ích thịt nhiều? Một mẫu xe gầm cao, máy 1.5 tiết kiệm và cũng như là cứng cáp anh chị ha. Một mẫu xe có thể là kết hợp đi phố hoặc là anh chị thì đi gia đình rất là thoải mái luôn. Ngay phía trước màn ảnh của tất cả anh chị khách hàng là một em Ford EcoSport. Em này của em Thành là phiên bản 1.5 Titanium 2018 anh chị. Và xe thì mang màu trắng, nội thất đen. Odo em này thì đã sử dụng được 63.000 km rồi. Mang biển số Bình Dương anh chị. Một mẫu xe rất là thể thao. Ngay bây giờ thì anh chị cùng em Thành xem qua tổng thể mẫu xe này với em ha. Ở phần đầu xe thì em xe này cũng được trang bị cho tất cả anh chị khách hàng là có một cái mặt đèn đã lên một cái đèn led trắng anh chị, và cũng như là em này thì đã có một cái đèn gầm. Xe mang màu trắng nhìn rất là tươi, mâm thì đã được sơn đen anh chị ha. Đây em Thành sẽ mở cái đèn gầm lên cho anh chị xem này. Đấy, mâm thì đã được sơn đen anh chị. Và đương nhiên rồi, 63.000 cây thì dàn vỏ này bác chủ đó là một cái dàn vỏ mới rồi. Ở xe thì cũng chưa có rửa dọn qua luôn, là em Thành cập nhật luôn cho anh chị nè. Ở đây thì cũng đã có lên vè mưa, cũng đã có phim cách nhiệt sẵn rồi ha. Đánh giá tổng quan qua mẫu Ford EcoSport thì em Thành thấy là form dáng rất là thể thao năng động, mà mẫu xe này thì phù hợp cho anh chị có thể sử dụng gia đình rất là thoải mái rồi. Có thể xuống ở phần phía sau đây, phần đuôi xe là một cái phần mà đặc trưng của Ford EcoSport. Tới thời điểm này em Thành vẫn cực kỳ là thích cái form dáng này của Ford EcoSport, chứ em Thành không thích form mới anh chị. Bởi vì có cái bánh sô cua phía sau tạo nên một cái dáng cứng cáp hơn cho mẫu xe này. Đây là mức thứ hai nhiên liệu của Ford EcoSport anh chị ha, hỗn hợp tầm khoảng 7.7 lít này. Đấy, dạ rồi. Mẫu này thì cũng đã có trang bị cho các anh chị hàng là có cảm biến hết rồi nha. Ở phía sau thì cũng là có dạng đèn halogen. Để em Thành quay qua luôn cái phần cốp cho anh chị xem nha. Ở đây là cái phần cốp của xe đây anh chị. Em Thành thấy thì cũng rộng rãi thoáng thôi. Đấy, anh chị có thể để đồ thoải mái. Dạ rồi. Những cái chi tiết đinh bấm này. Đây, đinh bấm đều là zin nguyên bản hết nha anh chị. Đặc trưng của những cái keo cửa của Ford EcoSport đây anh chị. Đó. Dàn mâm sơn đen anh chị, cảm giác tạo nên cái vẻ cứng cáp hơn cho xe rất là nhiều đúng không ạ? Ngay bây giờ thì em Thành sẽ vào bên trong phần nội thất cho tất cả anh chị khách hàng có thể xem tổng quát qua ha. Với cái tầm tài chính mà thời điểm mua mới anh chị cũng dao động gần khoảng 700 triệu. Nhưng mà ở thời điểm này chưa tới 400 là anh chị sở hữu được mẫu xe này rồi. Ford EcoSport Titanium anh chị. À đây, ở trên phần vô lăng thì cũng có tích hợp nút bấm tăng giảm âm lượng này. Và cũng như là ở phần này thì có cảm biến này cho tất cả anh chị khách hàng. Ở đây thì chưa có màn hình anh chị ha. 2018 nhưng mà phiên bản này là Titanium nhưng mà chưa có màn hình đâu. Ở đây thì chỉ có những cái có thể là anh chị cũng có thể kết nối được điện thoại ở trên phần đầu này luôn cũng được. Điều hòa thì là điều hòa ô tô rồi. Odo đi được 63.000 cây ha. 63.000 cây. Ở đây có cấp số S luôn cho tất cả anh chị khách hàng này, để nó startup đầy đủ hết rồi. Lóc khóa cửa thì ở đây. Nói chung nhìn tổng quan qua cái xe đời 2018 đi 63.000 cây, nhưng mà anh Thành thấy những cái chi tiết vô lăng, cần số và ngay cả cái phần táp lô thì chất xe còn rất là đẹp anh chị. Ngay cả cái phần ghế da này cũng còn rất là đẹp ha. Mặc dù xe thì em chưa có vệ sinh rửa dọn gì hết, nhưng mà chất lượng xe được đẹp như thế này rồi. Và ở phiên bản này đặc biệt là Titanium sẽ được trang bị luôn cho tất cả anh chị hàng là có cửa sổ nóc nữa này. Rất là ok ha. Phim cách nhiệt thì cũng đã lên sẵn hết rồi. Để em Thành sẽ xuống hàng ghế phía sau cho tất cả anh chị khách hàng có thể xem qua. Em này thì cũng đã lên một cái lót sàn 5D sẵn hết cho cả nhà rồi. Đó. Không gian nội thất bên trong thì rộng rãi và rất là thoáng. Một mẫu xe mặc dù là SUV hạng B, nhưng mà mẫu Ford EcoSport này đem lại cho gia đình của mình một cái không gian nội thất. Anh chị nhìn có thể thấy này, cái khoảng đế chân rất là thoải mái nha. Và ngay cả trần cũng vậy anh chị, trần ngồi cũng rất là thoáng. Anh chị có thể phù hợp đi phố được, hoặc là có thể đi gia đình đi chơi. Gầm cao anh chị không có sợ những cái cung đường mà gập ghềnh. Quay qua một
những cái chi tiết ốc cho tất cả anh chị khách hàng có thể xem này, đều là nguyên bản hết, không có dấu hiệu tháo mở ra nha. Đó, và keo chỉ luôn. Tay nắm cửa anh chị thấy đẹp không ạ? Những cái chi tiết tapi rất là mới đúng không? Còn rất là đẹp. Để em Thành sẽ quay qua luôn cái phần động cơ cho tất cả anh chị khách hàng có thể xem qua nha. Và đương nhiên rồi, mẫu xe đời này thì bên em vẫn có hỗ trợ trả góp được cho tất cả anh chị khách hàng ở các tỉnh thành. Nên là anh chị có thể là alo trực tiếp cho số hotline và bên em có thể tư vấn rõ hơn về cái vấn đề vay ngân hàng cho tất cả anh chị khách hàng. Đặc biệt là chất lượng xe nhà em, anh chị nào lần đầu xem qua kênh của Trung Thực Auto thì bên em luôn đảm bảo về chất lượng xe, các tiêu chí vàng cho tất cả anh chị khách hàng, cũng như là đảm bảo về mặt thủ tục pháp lý cho tất cả anh chị khách hàng ha. Tổng quan qua thì những cái chi tiết ốc cabo này, cabo là nguyên bản anh chị, và máy móc cũng là nguyên bản nha, không có dấu hiệu đụng chạm gì tới ốc máy, chân máy gì hết. Khoang máy này thì em Thành sẽ cho vệ sinh spa lại hết này, từ gầm máy cho tới là ngoại thất bên ngoài cũng sẽ cho bát bóng lại hết cho cả nhà. Đây ốc cabo này, và cũng như là các cái mái dè này, còn sơn zin luôn nha anh chị. Những cái chi tiết này là còn là sơn zin hết này, rất là mới. Đèn cũng là đèn nguyên bản này, rất là đẹp rồi. Và hiện tại với tầm tài chính chỉ với 389 triệu đồng, anh chị đã sở hữu được một em Ford EcoSport phiên bản Titanium 2018 màu trắng nội thất đen này, và chỉ mới sử dụng 63.000 km thôi. Anh chị quan tâm thì có thể liên hệ ngay cho bên em qua số hotline, hoặc là có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng của em, tọa lạc tại địa chỉ 709 đường DT743B ngay ngã ba ông xã thôi anh chị, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương anh chị ha. Và em Thành cảm ơn chị rất là nhiều đã theo dõi phần video này. Em Thành xin phép là kết thúc video tại đây ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị ở những mẫu xe tiếp theo ạ.